Dạ, em xin chào tất cả bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phúc TV. Kênh em chuyên tổng hợp những tình huống trộm cướp trên đường phố do camera an ninh của người dân quay lại được cho tất cả mọi người xem để biết đường bảo vệ tài sản của mình thật tốt, lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ. Dạ, bây giờ em mời mọi người xem video. Có một tên trộm, nó dùng cây kìm cộng lực để cắt cái ổ khóa nhà của người ta kìa mọi người ơi. Cực kỳ và táo bạo chưa, giữa ban ngày luôn thấy chưa. Nó bịt khẩu trang kín mít luôn đó, trời thì đang mưa. Đây thằng đồng bọn của nó ngồi trên xe kìa. Trời mưa đó nha. Sau khi cắt xong, nó đi vào bên trong lục lọi những tài sản có giá trị. Sau đó là hai thằng tẩu thoát luôn. Dữ dằn thiệt. Nó vô trong rồi đó mọi người. Nhà đi vắng trời mưa, ổ phá dưới nó đâu, với nó là bình thường luôn đó. Lấy cây kìm cộng lực cắt một cái à, thấy ghê không? Rồi đó, coi như là mắc đồ rồi đó. Vô trong có cái gì nó lùa vô cái đó. Sau nó là hai thằng đó giọt đi. Ít có biết thiệt chứ mọi người ơi. Xem này nhớ có cái được biện pháp gì để đề phòng nha. Em nhắc hoài những cái vụ này rồi đó. Còn đây, đây mọi người nhìn nè, bốn con báo, ba nam thanh niên và một đứa con gái. Đây là còn rất trẻ nha, ba thằng này cũng còn nhỏ xíu thôi, choi choi không à. Với một cô gái cũng còn trẻ đó, mọi người hãy coi. Tụi nó đột nhập vào bên trong một tiệm bán quần áo nè, dữ dằn và táo bạo thiệt. Đó, còn nhỏ nhỏ không, chừng 14-15 tuổi gì chứ gì. Coi kìa, mọi người nhìn kìa, nó nãy cái cửa kìa, thấy chưa, ghê thiệt. Em coi video này mà em thấy ớn thiệt, dữ dằn không. Một thằng thì ngồi trên xe đó, cũng như nó cảnh giác nha. Tụi này là ăn trộm chứ cũng chuyên nghiệp rồi, mới bị lớn mà ăn trộm chuyên nghiệp rồi đó. Một đứa hình như nó đã chui vào bên trong rồi kìa mọi người ơi. Nhỏ con gái như nó chui vô rồi. Rồi tới thằng nhỏ nhất trong bầy nó chui vô luôn. Đây, đây là camera bên trong tiệm đó nha. Nó vô kìa, vô nó bắt đèn luôn đó, thấy chưa. Như nó đi sắm đồ Tết vậy đó. Giờ nó gom này nha mọi người, coi nó gom nha, hai đứa nó gom. Rồi, thằng kia chui vô luôn rồi đó. Ba đứa lấy kìa. Cũng hên là trong đây là chắc không có tài sản gì đâu, tại cái chỗ này giống như cái mặt bằng để thuê để bán quần áo thôi nè. Chủ tiệm mà đi về nhà ngủ hết rồi. Rồi, nó giục ra ngoài đó mọi người. Nó trộm xong nó giục ra ngoài cửa rồi đó. Yeah, ôi ơi, nhóc hết trơn luôn rồi. Hết có biết tụi này luôn rồi mọi người ơi.
rồi dục ra ngoài, rồi mạnh đứa nào nấy lựa, rồi mạnh đứa nào nấy hốt, hốt được nhiều hốt. À, coi cái ông nhỏ nhất ổng hốt kìa. Rớt tùm lum hết trơn. Rồi còn dư lại là nó bỏ đại gì luôn đó. Trời. Rồi, sau khi là nãy giờ cả buổi cũng hơi lâu rồi nha mọi người. Đó. Gom người ta một mớ, xong rồi là lên xe là tống bốn về luôn. Thua luôn rồi mọi người. Rồi, một nam thanh niên mặc áo xanh đang ghé một tiệm tạp hóa để mua đồ. Và chúng ta hãy chờ xem nó sẽ xử lý tình huống gì đây. Thôi kìa, nó làm gì kìa. Rồi, nó thò tay nó lấy một thùng bia nha. Sau đó là một bịch nước đá. Rồi nó mua bia, nước đá và đang đứng chờ nữa. Rồi, người phụ nữ đưa nó thêm một thùng bia nữa là hai thùng bia. Sau khi đưa xong, nó bây giờ mọi người nó nhóm kìa. Rồi, xong. Có biết chưa? Đi ăn cướp bia đó. Người phụ nữ chạy theo kéo lại, kéo gì được, té luôn. Mất hai thùng bia luôn. Bỏ tay luôn chưa? Đúng là mấy thằng cướp thì trời trời. Không hiểu nổi luôn mọi người. Mấy cái thằng này là hết biết đường rồi. Ai mà mốt bán bia là nhớ lấy tiền trước nha. Bán là lấy tiền trước đi. Để gì cho đưa tiền trước khá bán. Vụ này là biết bao nhiêu lần rồi đó nha. À, té cái cũng hơi bị đau nha, nó chảy chụa nha mọi người, chứ không phải đơn giản đâu à. Coi kìa, vừa té đau mất thêm hai thùng bia, tức chứ. Và bây giờ chúng ta hãy tập trung, đây cũng là một tình huống cực kỳ là táo bạo của tụi nó nè. Giờ đây hai tên trộm đi trên một chiếc xe máy, nó chạy ngang một khu trọ rồi đó. Một thằng đã bước xuống và đi vào bên trong. Còn tiếp theo đây là hai thằng nó nữa, là bốn thằng đó. Nó đi bốn thằng. Rồi thằng kia nó đi xà quần bên trong khu trọ rồi đó nha mọi người. Và chúng ta hãy chờ xem tụi nó có lấy đồ gì được hay là không. Kìa, nó ngồi trước cửa luôn rồi kìa. Hai thằng kia lạng tới lạng lui, nó đậu gần đó rồi đó. Ai ở những khu trọ mà thấy những tình huống này là mình nghi, mình có thể là mình chi hô, mình kiếm đường, mình núp, mình gình á, tập trung đông nó bắt nó luôn nha. Đó, hai thằng nó ở phía trước đó mọi người. Nó đi ra đi vô rồi đó. Nó đang tiếp cận bẻ phá chiếc xe bên trong rồi nha mọi người ơi. Trời ơi, khúc này mà dí mà bắt được một cái nó đã nha. Chưa nữa, chưa được. Đi ra ngoài nữa rồi kìa. À, nó bẻ phá xong rồi. Bây giờ là cái thằng khác nha. Nó đổi tài rồi. Thằng kia là nhiệm vụ vô lấy chiếc xe nha mọi người ơi. Ghê vậy. Một thằng bẻ phá, một thằng lấy xe rồi kìa, nó lấy rồi kìa.
Đó, bốn thằng nó giọt đi luôn, không bị phát hiện luôn, rất dễ dàng luôn đó. Coi kìa, à, có một cháu nhỏ đi ra nhìn, nhưng mà chắc cũng nghi nghi rồi, nhưng có làm gì được đâu. Nó chưa bẻ phá được nữa, nó đẩy đi rồi luôn rồi đó, không cần bẻ phá luôn kìa. À, cháu nhỏ mà áo vàng đang nhìn kìa mọi người. Trời ơi, xong, thấy chưa, những khu trọ là phức tạp lắm nha. Ai mà ở trọ thì coi những tình huống của em biết bao nhiêu clip rồi đó. Nhớ giữ tài sản của mình đi. Người phụ nữ này cũng nghi nghi đi qua báo tin nè. Rồi đó, mọi người nhớ đăng ký ủng hộ, like, share cho tất cả bà con xem để biết đường cảnh giác nha.